shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín, chất lượng. Hey, xin chào các bạn, đưa trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon Reforged. Để ủng hộ và làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành đi bắt thêm những Pokemon của Gen 8 nha các bạn ơi. Ở đây thì mình đang nhốt một em Aces cũng như là một em Necroma vào trong cái máy này rồi các bạn ạ. Trong cái friend lock này nè. Bây giờ mình sẽ tháo hai em này ra nha các bạn ơi. Ôi, ôi tội nghiệp hai con nhỏ chưa. Và trong thời gian offline á, mình cũng đã tiến hành tạo cho mình một cái căn nhà rồi nha các bạn ơi. Đây, đây chính là căn nhà của mình đây nè. Wow, cũng rất là xịn sò các bạn ơi. Để mình ra mình đánh cái con boss kia đã. Ở đây chúng ta có một con Ampharos nè. Để mình chơi nó trước đi. Rồi chúng ta sẽ cùng review căn nhà của mình nha các bạn ơi. Mình vừa thay tấm play hệ tiên cho Aces nè các bạn ơi. Và đây chính là Aces hệ tiên của mình nè. Đó, mình cầm em này để mà dứt nó luôn nha. Em boss Metagross. Đây là boss Legendary luôn các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ xài chiêu trước mình đi. Đó, sự phán xét. Trời ơi, nó gây rất là nhiều sát thương luôn. À, chỉ với một chiêu thứ hai nữa thôi là chúng ta có thể đánh bại được cái em Pharos này rồi. Ủa cái gì vậy? Sao em Aces nó tự đánh? Trước mình mày nè, ngẫm cửa tỏi luôn. Và nó cho mình một cái Evil Stone. Trời ơi, viên đá này thì nó sẽ ngăn cái sự tiến hóa của Pokemon đó bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ vô nhà và review cho các bạn coi nha. Đó, căn nhà này mình xây hoàn toàn bằng thạch anh thôi. Và nó cũng có thêm glowstone trong đây nè, để cho nó phát sáng đó bạn ơi. Trước thì có những cái kính màu xám, còn phía bên trong á thì mình có lắp những cái kính màu bột xương đó bạn ơi. Ui, đập nó cũng xém bể luôn. Phía bên trong này thì mình chưa có trang trí nội thất gì đâu. Đó, chắc trong tập sau đi rồi mình sẽ tiến hành mình di chuyển sau nha bạn ơi. Nói chung chỗ này thì chúng ta có thể nhìn lên trên được luôn. Đó, chắc cái phòng này mình sẽ tận dụng làm cái phòng bếp hoặc là phòng chế tạo gì đó bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ cùng đi cầu thang lên trên coi thử nha. Đó, đây là phía bên trên nè bạn ơi. Nó được rào lại toàn bộ bằng kiến thôi nè. Trời ơi. Và ở trong này nó cũng chưa có gì cả luôn. Nhờ được trang bị kiến này nữa nên chúng ta có thể nhìn ra được bên ngoài đó bạn ơi. Khá là xịn sò luôn nha. Mình vừa đánh bại một em boss Mewtang và nó cho mình một cái cây kẹo nữa các bạn ơi. Thì chúng ta cùng coi level của mấy em này nha. Trời ơi, tiếc quá cái NPC của mình nó bị trừ speed các bạn ơi. À, mình cho hai em Azil và Yuxi lên cấp chứ. Quên mất. Để mình coi kinh nghiệm của tụi nó coi. À, cho Azil lên cấp được rồi các bạn ơi. Cái gì vậy? Cái gì mà thách đấu tôi rồi? Snubbull nè. Trời ơi, con chó này. Tó này. Đây, cho nó lên cấp. Ngon lành cái đạo các bạn ơi. Ồ, chỗ này có một em Wulu. Wulu mình có rồi phải không các bạn? À, em này mình đã có rồi nè. Wow, các bạn nhìn cái icon đó nè, hơi bị ngáo luôn. Nhìn như cái kẹo bông gì đó. Và ở đây chúng ta có một trainer nữ cấp 42. Ui. Hello, hello. Hello chị xinh đẹp. Hello. Rồi chứ mình sẽ thách đấu trainer này luôn nha các bạn ơi. Ngon lành gành đào. À không, ấy mình là mình nhận được kinh nghiệm thì nó cũng ngon lành gành đào đó. Trời ơi, toàn bộ cái mon này thì chết rồi chị ơi. Theo em đi, em cho vậy mấy con mỗi mon xịn sò nè. Darumaka. Trời ơi, con này con gì đây? Bye Barrel. À. À con đó là cấp 1 con Big Doo đó các bạn. Các bạn ơi thì nãy giờ mình cũng đã có chuẩn bị rất là nhiều cái nguyên vật liệu để mà làm những cái cần câu rồi nha. Đó, cũng như là những cái cần câu cũ mình đã có rồi nè. Mình có được một cái good rod và ba cái old rod thôi. Còn lại những cái super rod thì mình không biết nó có đi cường hóa được không. Đầu tiên thì mình sẽ đi tạo những cái old rod trước đã. Công thức của nó thì cũng rất là đơn giản thôi bạn ơi. Đâu rồi? À, ba cái que, một cái string và một cái pokeball thôi. Dễ phải chưởng à. Đây bạn ơi. Rồi một cái string và pokeball. Pokeball mình có rất là nhiều luôn. Tại vì mình á đâu có xài cái loại cần câu này đâu. Ok, mình sẽ vứt ra nè. Đó, rất là nhiều cần câu nha bạn ơi. Mình sẽ ưu tiên tạo thật là nhiều old rod trước nha bạn ơi. Tới nữa mình sẽ tạo good rod sau nha. Đây, old rod trước nè. Ủa quên, chúng ta phải bấm công thức của nó trước cái đã. Giờ mình sẽ chuyển qua tạo good rod nha bạn ơi. Good rod thì công thức chế tạo nó sẽ khác đi một chút. Nó sẽ dùng play rod này nè các bạn ơi, để mà làm cần đó. Tiếp theo chúng ta sẽ cần string nè và Unchable. Đó, đã còn câu màu vàng hết các bạn ơi. Ok, ngon lành nha. Mình sẽ tạo thật là nhiều good rod luôn. Rồi, nhiêu đây là đủ rồi đó nha. Nhiều quá, không có ba lô để mà chứa nữa. Ui, không biết á, mình đi vòng vòng gì á, mình có gặp cái ông Movilener không ta? Lâu lắm rồi mình cũng chưa gặp lại Movilener nè. Ráng gặp lại ông để học cái chiêu Rob Time cho con Danga của mình chứ. Trời ơi, Danga của mình chưa có chiêu chuẩn nữa các bạn ơi. Rồi, ở Fisherman ở đâu rồi? Không thấy các bạn ơi.
hiếm cực kỳ luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Lúc mình cần thì không có thấy đâu. Bên này có không? Cũng không có luôn. Mình đang cố gắng đi dọc những con sông nè các bạn. À mình cũng phải ngó trên núi nữa, để mà biết đâu gặp Movie Liner thì mình sẽ dừng lại bạn ơi. Mình sẽ thử đi dọc cái con sông bên này thử nha các bạn ơi. Wow, đây là một cái vùng địa hình mới nè. Và chúng ta đã gặp một con Pokemon mới của Gen 8 có tên là Shuffle. Ui, tại vì đây là cái vùng mới á nên map nó load hơi lâu. À, đây là Pokemon hệ nước hả? Shuffle, đó, em nói nè các bạn ơi. Con ớt thì sao á? Ui, nhìn xịn sò với chữ ngờ. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipball trước nha, lúc nào cũng vậy. Luôn xài Whipball trước nha bạn ơi. Tỷ lệ là 5 chấm ở cái lần đầu tiên quăng ra mà. Và... yes, thành công rồi, Shuffle. Đây, em nói đâu rồi? Shuffle. Ngon lành các bạn ơi. Và hình như đây là Pokemon khởi đầu của Gen 8 luôn. Xịn xò vãi chưởng. Cái đó là con ếch các bạn ơi. Con ếch mà làm thám tử hả? Làm điệp viên đồ hả? Xịn xò thiệt sự luôn các bạn ơi. Cái gì mà hiếm quá chừng hiếm luôn. Sao tôi tìm ra đây? Có một con Doctor này nữa nè. Pokemon Gen 8 nữa các bạn, xuất hiện vào buổi tối. Rất là xịn xò luôn. Nhìn nó giống cái cục kim cương gì ta. Đây là một con bọ hả? Nhìn nó nè các bạn ơi, xịn xò chứ kìa. Con này chắc phòng thủ căng lắm nha. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipball nha. Ơi, xịn xò, em này nó mới cấp 10 thôi các bạn ơi. Mình phải hoàn thành cho xong cái Pokédex của Gen 8 mới được. Em này có tên là Doctor. Ok, nghe như bác sĩ nha, nghe như Doctor nha. Ngon lành. Để mình quay lại cái vùng Taiga cái đã. Chúng ta sẽ cùng coi cái em Doctor này nha các bạn ơi. Em nó đây nè. Doctor. Con này có bao nhiêu tiếng hóa vậy ta? Doctor Evo. Cấp 30 sẽ tiến hóa nha bạn ơi. Nhìn nó nè. Dễ thương vãi chưởng hả? Ngon lành, để cất nó vô đi. Tiến hóa em ớt này trước rồi tính tiếp nha bạn. Mình không biết con này phải con ớt không mà nhìn nó y chang luôn. Con Zubat Bot. Nhìn nó đang bay ở trên hả ta? Có một em bot ở đây các bạn ơi. Đây là Scorwet. Dứt nó thôi. Trời ơi, lộn. Sertila mà. Nó đâu có bay được đâu. Đây, Scorwet. Đây là một em sóc các bạn ơi. Đây, em nó đây. Đánh mấy con này á để cho mấy em của bọn mình lên cấp hết nha. Flood Cannon mình nè. Hơn nửa cây luôn, mạnh vãi chưởng. Rồi, một phát nữa các bạn ơi. Scorwet với tôi. Và để cho mình một cái IPC. Mấy cái này mình không có còn đâu. Và ở đây thì em Shuffle của mình đang tiến hóa các bạn ơi. Mình đã bị lắc cái cam rồi nên không có thể nhìn thấy được nó. Và nó sẽ lên con gì đây? Wow, lên cũng là con ếch nữa sao các bạn ơi. Đây là Rizzo. Nhìn xịn sợ chứ hả? Đây, lộn. Đây nè, con này mới đúng nè. Nhìn mặt nó chán đời với chữ các bạn ơi. Ngáo kinh khủng luôn. Con này mới đập đá xong hay sao á. Thôi, mình lên đường mình kiếm tiếp mấy cái ông Official Man thôi nha. Chúng ta lại gặp Pikachu khác nữa nè. Để coi đây là Pikachu gì nha. Có Magic Cap luôn. Pikachu đâu rồi? Không thấy bạn ơi. Quay dứt Magic Cap trước đi. Đây, Official Man đây nè. Trời ơi, em canh cơ hội xuất hiện rồi các bạn ơi. Cuối cùng cũng chịu lộ diện. Chờ nãy giờ á bạn. Flash Cannon nè. Trời ơi, nửa cây Magic Cap luôn, rất là xịn xò. Một phát nữa. Thi triển chiêu hơi chậm một xíu nhưng mà không sao. Cho mình một cái Lucky Egg các bạn ơi. Một cái trứng may mắn. Rồi mình sẽ cất hết vào trong ba lô nha. Đây, cuối cùng chúng ta cũng gặp được Officer Man rồi. Ổng đây các bạn ơi. Hello, lâu rồi mới gặp lại ông đó. Chúng ta lại gặp một con Pikachu khác nè. Thôi con thường các bạn ơi, chứ mình cũng sẽ không có quan tâm tới nó đâu. Giờ thì mình sẽ tiến hành đi cường hóa. Đầu tiên là hai cây Super Rod trước cái đã. Super Rod cường hóa được không? Đây là Pro Super Rod bạn ơi. Và đây chúng ta có Standard Super Rod. Chúng ta có thể cường hóa được những cây Super Rod luôn. Xịn thiệt sự bạn à. Wow, những cây Good Rod thì sao? Đây chúng ta có được một cây Good Rod và một cây Pro Good Rod bạn ơi. Mình sẽ cho ông đánh giá con câu của mình tiếp nha bạn ơi. Để coi qua một lượt đánh giá thì mình sẽ được những cái con câu gì nha. Được một cây Good và một cây Standard. Trời ơi, bình thường quá vậy.
Lần này thì được, ôi một cái Supreme Goodrod rồi, ngon. Supreme là hàng xịn đó các bạn à. Cái Pro cũng là hàng xịn nhưng mà nó dưới Supreme một phát thôi. Còn Standard, Social, Grey, Good hay là Rare thì nó cũng là cái, những cái dạng bình thường nha các bạn. À, chúng ta sẽ đánh giá những cái cây còn câu khác nha các bạn ơi. Ngon lành. Tính ra mình có thể dùng cái cần câu cần câu xịn luôn á để mà câu Magic Cap các bạn ơi. Khá là hay ho ha. Lần này thì chúng ta lại được một cây Pro Goodrod, một cây Supreme Goodrod nè. Và hai cây Standard. Standard là dạng bình thường thôi. Rồi đánh giá tiếp các bạn ơi. Hấp dẫn hấp dẫn. À lại Pro nữa nè. Ui sao Pro mình gặp nhiều quá vậy ta. Bây giờ cho ông đánh giá những cái cây Orod mình nha. Đây Orod thì nó sẽ có một cái cây còn đặc biệt lắm các bạn ơi. Ui chúng ta lại được thêm một cây Supreme Goodrod nữa. Ngon lành. Ông lộn, ông đâu có thể đánh giá được cây đuốc đâu. À ta được một cây Rare Orod nè. Và lần này được ui Good Orod thôi. Quá bình thường bạn ơi. Tiếp tục cho ông đánh giá còn câu nữa coi. Để mình coi qua một lượt đánh giá thì ông sẽ cho mình những cái còn câu gì nha các bạn ơi. Qua một lượt thì mình chưa có được một cái cây Supreme Orod nào cả bạn ơi. Rồi chúng ta có được Standard Orod nè, Pro Orod nè, Social Orod, Good Orod, Rare Orod, Ray Orod. Và hết rồi bạn ơi, không có Supreme Orod rồi. Xui vãi. Good Orod cũng vậy. Good Orod thì mình hình như mình có được một cây Supreme Good Orod thì phải. Oh. Và Super Orod thì mình có được một cây Standard Super Orod nè và Raw Super Orod. Mình vừa về nhà để mà tạo lại những cái con câu rồi bạn ơi. Và chúng ta đã có những cái Super Rod nè. Đó, đây là 5 cái Super Rod cuối cùng của mình nè. Còn lại là những cái Good Rod. Và bên đây là những cái còn câu mình đã lọc ra sẵn rồi nè. Đó, chúng ta có được rất là nhiều loại Orod, Good Rod cũng như là Super Rod luôn nè. Và ở đây thì mình hết ba lô rồi. Nên mình để những cái Good Rod ở đây á các bạn ơi. Cũng như là mình cũng đã tạo ra những cái quả bon rồi nè. Chúng ta có thêm Wood Bon, Liver Bon cũng như là Timer Bon nữa nha các bạn ơi. Và ở đây những cái còn câu mình cũng đã cho vào trong ba lô hết rồi nè. Đây là những cái còn câu mình đã có hết rồi. Bây giờ đi quay trở lại với chỗ Officer Man thôi. Mình nghĩ là ông đó đã biến mất rồi các bạn ơi. Không gặp mà chỉ gặp Bill Kimberku thôi. À đây các bạn ơi, chúng ta gặp được một ông Officer Man nè. Trời ơi, và một con Bill Kimberku đang ở dưới. Để mình coi nó là con thường hay là con đặc biệt gì ta. À con thường đó bạn ơi. Trời ơi, kiếm cái dạng đặc biệt của Pokemon nó khó thiệt sự luôn. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ cho ông cường hóa mấy cái con câu của mình nha. Tìm nãy giờ đó bạn ơi, khó kinh khủng luôn. Đây, cho ông cường hóa mấy cái con cấu mình hết. À, ok. Đầu tiên là Super Rod bạn ơi. À, cho cường hóa hết nha. Rồi, hai cái nữa. Thì mình coi, ông cường hóa một lượt á thì mình sẽ được cái gì nhé bạn ơi. À, lộn. Cho ông cường hóa chứ, nhầm. Và đây chúng ta được một cái Good Super Rod. Ờ, một cái Standard Super Rod, Social Super Rod và Standard nữa. Trời ơi, thế là mình đã hết những cái con câu xịn rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tới cường hóa những cái con câu cũ thôi bạn. O nè, đây là O Rod thôi. Đó, mình cường hóa theo cách này cho nó nhanh các bạn ơi. Có được cái Supreme Orod nào chưa? Chưa các bạn ơi, vẫn chưa có một cái Supreme Orod nào cả. À chết rồi bạn ơi. À đây rồi, và mình đã có được một cái Supreme Orod các bạn ơi. Wow, cuối cùng cũng có được nó. Ngon lành cành đào. Mình có được cái Supreme Goodrod nào chưa ta? Rồi Goodrod, Supreme Goodrod luôn rồi nè. Ngon lành. Good Goodrod, Supreme Goodrod, Rồi Goodrod, Social Goodrod, Standard. À một cái Ray và một cái Ray nữa các bạn ơi. À Ray Goodrod đây rồi các bạn ơi. Và Ray Goodrod chưa có phải không? Mới có Ray thôi. Ray mình sẽ bỏ vào trong này. Ok, thêm một cái Ray Goodrod nữa các bạn à. Ray Pro. À Ray đây rồi. Ngon lành. Đây và cuối cùng chúng ta cũng đã đủ được mấy con câu rồi nè các bạn ơi. Thì Orod mình có được Standard, Social, Rare, Good, Ray Pro và Supreme. Tất cả là 7 loại Orod hết nha bạn ơi. Và Goodrod nó cũng vậy, tất cả là 7 loại. Còn Superrod thì mình chỉ có được mới 4 loại thôi. Hơi xui một xíu. Ok, thế là ngon lành cành đào rồi đó. Thì chắc sẵn tiện mình cũng ở đây và tiến hành câu mấy em Magic Cap cho các bạn coi luôn nha. À, tập ngày hôm nay là tập đi câu cá đó các bạn ơi. Thì đầu tiên mình sẽ lấy mấy cái loại còn câu xịn sò ra nha các bạn ơi. Chúng ta có được Pro Superrod nè. À, đâu nữa rồi. À, Supreme Goodrod,
cũng như là Supreme Orod. Đầu tiên mình sẽ cầu bằng Supreme Orod trước nha bạn ơi, để coi được cái con Magic Cap kiểu nào nha các bạn. Xịn sò con bò với chướng hả? quá đã luôn nha các bạn ơi. Cuối cùng thì cũng xong rồi. Ôi, hơi lâu một xíu thôi. Và, ôi chúng ta được một cái con cá sống. Tự nhiên cho tôi cá sống làm gì vậy? Trời ơi, ta nói nó xui gì đâu đó. Được cái gì đây? Lâu quá mọi người ơi. Mình đang rất là nôn nè. Ô, chúng ta được một cái Blue Shark. Ờ, các bạn ơi, con bằng Orod mà nó ra Blue Shark luôn. Ờ, mình quá đỏ luôn các bạn ơi. Xin so với. À, lần này chúng ta được Wishiwashi. Wow, nhìn nó nè. Cái dạng này là dạng đi học của nó đó, dạng schooling. Nhìn nó hổ báo cáo chồn vải chưởng hả? Ui, và chúng ta được một em Magic Cup đặc biệt rồi nè các bạn ơi. Cấp 4 luôn. Mình sẽ bắt nó nhanh bằng Whitbon nha. Ui, xịn sờ đấy rồi. Nãy giờ đó mới được nó đó bạn ơi. Magic Cup chúng ta đâu rồi? Yes, và mình đã câu được em rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái em Celestia ra đi ha. Đó, cho Magic Cup này vô. Ồ, đây là dạng đặc biệt của Magic Cup này bạn ơi. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em nha. Ui, Magic Cup màu xanh hả? Chúng ta có biết nó là cái dạng gì không ta? Ui, cũng không biết luôn bạn ơi. Khi mà chúng ta giữ Magic Cup trong party của chúng ta và bấm chuột phải vào ô Fisherman thì ông sẽ cho chúng ta một cái Fishing Lock nha. Đó, chúng ta đã có được loại của Magic Cup rồi đó. Ui, đây chúng ta có được. À, đây là Saucy Blue. Ồ, Magic Cup Saucy Blue luôn, xịn sò chưa? Chúng ta có được Magic Cup Normal nè và Saucy Blue đó. Thì có tổng cộng là 32 loại Magic Cup nha các bạn ơi. Và hai loại nữa đó chính là Magic Cup Shiny cũng như là Magic Cup Zombie nha. Đó, xịn sò con bò chưa? Rồi để bây giờ mình sẽ cất em Magic Cup này vô đây. Và chúng ta tiếp tục cầu nữa thôi bạn ơi. Ui, ui, cái gì vậy? Wishiwashi khổng lồ. Kinh khủng thiệt sự. Nó gấp mấy lần cái con Dienga của mình luôn. Ôi ơi, cầu nó lên mắt hồn các bạn ơi. Đau tim thiệt sự luôn. Ơi, lần này chúng ta lại được một em Magic Cup đặc biệt khác nữa nè các bạn ơi. Vẫn tiếp tục cùng Whitbon nha. Ôi xịn thiệt sự luôn. Magic Cup dạng đặc biệt đó bạn ơi. Đó, dùng Whitbon mau thôi. Rồi, chúng mình sẽ đi ra ngoài biển coi. Để coi có em Latios nào đó xuất hiện không ta. Latios gì mà hiếm quá vậy. Một phút nữa thôi, không biết có em Legendary nào đó xuất hiện không ta. Remoreo. Ây da, mày nè, chưa ngẫm luôn các bạn ơi. Ui, và Latios nó cũng đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Xịn sò thiệt sự luôn. Oh, chúng ta được một cái candy dạng XS luôn. Đây rồi các bạn. Đây là thông báo từ game luôn nha. Xịn sò vái chưởng. Ngon lành canh đào liền. Oh, đây bạn ơi, thông báo đàng hoàng nha. Và đây chính là Latios của chúng ta nè. Mình sẽ bám theo nó ngay. Ui, để bây giờ mình sẽ lấy cái dạng Pokemon đặc biệt của mình ra cái đã. Hay sớt nè. Ok, lên, không nó bay mất các bạn ơi. Ây, em này mình chưa có, mới có Latias thôi. Đây nè, ngon lành chưa. Thì mình sẽ tiến hành Fawn Sweep cho nó còn một máu trước nha. Ơi, một phát ra còn một máu luôn rồi. À, Latias xịn sò của chúng ta đây rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ xài trước cái quả Whitbon nha. Ôi, em Latias này thì giống đực các bạn ơi. Còn Latias là giống cái. Mình bắt cái con cái thôi. Cái con cái nó bị mê trai á, nó theo mình đó. Con này thì chưa các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ xài cái quả gì đây ta. Chắc mình sẽ đổi qua em Aesop nha các bạn ơi. Ui, Aesop chưa hồi mình lấy máu nữa. Đấy, đổi Pokemon liền các bạn ơi. Mình sẽ xài chiêu Recover cho nó hồi lại máu đi. Nó còn 3 máu đây kìa. Recover lại. Đó, hồi đầy máu đi cưng. Hồi đầy máu rồi chơi nha. Rồi, full cây máu rồi bạn ơi. Đó. Ơi, Latias nó boost tốc độ hay boost cái gì đó bạn ơi. Giờ mình sẽ xài Thunder Ball nha. Latias xịn sò thiệt sự luôn. Cuối cùng thì này em cũng chịu xuất hiện rồi nè. quá đã. À không, em Pokemon này nó cũng thiên về tốc độ nữa. Chúng ta có thể dùng cái quả Fast Ball nha bạn. Mình sẽ dùng thử 5 quả nha. Nếu mà không được thì mình sẽ chuyển qua Thunder Ball và xài một mạch luôn nha. Ui, chưa được các bạn ơi, lắc 3 lần rồi đó. Lắc lần thứ 4 thì nó mới vào lận đó bạn à. À, Fast Ball tiếp nè. Trời ơi, siêu xịn sò luôn nha bạn ơi. Ui, cái này thì nó chưa lắc được một lần nữa. Nghe cái mùi xui xẻo ở đây.
Fastball nữa nè. Latios. Ủa nãy giờ được mấy quả rồi, mình cũng không có để ý nữa. Hình như em này nó đánh assist không được các bạn à. À hình như đây là quả thứ tư nè. Quả fastball thứ tư rồi đó. Lắc lâu lâu kìa. Và yes, chúng ta đã bắt được Latios bằng fastball nha các bạn. Ui, bên này có một em Vukimoku nè. Xịn xo thiết sự. Ồ, cái này là dạng thường thôi. Rồi, để mình bỏ cái heal nó cái đã. Ồ, Latios xuất hiện tại cái vùng Ocean nè các bạn ơi. Thời gian của nó là vào lúc trưa nha các bạn. Đây, Wiki Latios Sam. À, lúc trưa luôn, xịn xo vậy. Ôi, để bây giờ mình đi quay trở về coi. Chắc mình sẽ cho em Maestric lên một xíu đi. Có cái có cái viên kẹo, cái kích thước là XS luôn các bạn ơi. Trời ơi, nó được có 100 XP thôi. Thảm thực sự. Đây nè, Latios của chúng ta đây nè. À, lấy Latios ra luôn các bạn. Latios. Ồ. Cuối cùng cũng xong được cái bộ đôi này rồi. À, sẵn tiện mình sẽ đặt cái giường ở đây luôn. Cái gì đi ngủ luôn nha các bạn ơi. Và đâu rồi, đây chính là Latios của chúng ta nè. Ồ, bắt bằng Fastball nha. Còn em này thì bắt bằng cái gì vậy? Thunderball hả? Rồi, Latios của chúng ta. Ôi, mình chưa có cái viên Mega của Latios nữa. Đây, cuối cùng có được bộ đôi rồi các bạn ơi. Rất là xinh xò luôn. Coi kích thước của em Latios này coi. Ồ, kích thước chuẩn luôn. Ồ, giống như em Latios luôn. Nhưng mà Latios thì không có cộng trừ chỉ số. Latios thì bị trừ speed. Khá là đáng tiếc các bạn ơi. Mình sẽ cố luyện cấp cho em Latios này nha. Wow, nó có được hai chiêu rất là xịn sò luôn. Đó chính là Psychic cũng như là Dragon Punch. Ngoài ra nó cũng có Dragon Dance nữa đó các bạn ơi. Dùng để boost cái attack cũng như là speed đó các bạn. Xịn vãi. Đây, và đây là một cái dạng đặc biệt khác của Magic Cap nữa các bạn ơi. Đó. Wow, Magic Cap màu xám hả? Chúng ta sẽ cùng mở cuốn nhật ký câu cá lên nha các bạn ơi. Bấm vô em Magic Cap nè. Ôi, ngoài ra nó còn có một cái con Pokemon gì đó nữa nè các bạn ơi. À, Magic Cap thì mình được 8.8% rồi. Ta đây là Ray Bubble. Bong bóng màu xám hả? Ui, xịn xò vãi các bạn ơi. Đó, à, đẹp chưa? Ray Bubble. Đó, nó đều có tên dạng hết luôn nha các bạn. Xịn vãi chủ luôn đó. Đây, mình đã câu được hai dạng của Magic Cap rồi. Ui, lại được một cái Blue Shark nữa. Cái gì vậy ta? Được Blue Shark hoài luôn. Câu bình thường mà được lưu sát các bạn ơi. Mình không hiểu luôn. Đã vãi chưởng luôn á. Và cái Good Rod này á, các bạn cũng có thể dùng để mà câu mấy em siêu lót nha. Đó, chúng ta có cái game là siêu lót Gym đó. Chúng ta có cái trò chơi trong đây là siêu lót Gym. Nó cũng y chang là Magic Cup Gym vậy đó. Thì cái Old Rod này mà câu được nhiều dạng Magic Cup á, thì nó dựa theo cái trò Magic Cup Gym đó các bạn ơi. Ờ, đây, ơ, mình đã câu được một con Magic Cup khác nè bạn ơi. Và vẫn tiếp tục là Whitbon nha. Không biết các em này mình đã có chưa nữa. Tại vì nhìn cái icon nó rất là nhỏ bạn ơi. Mình không có thể phân biệt được. Và mình cũng không có thấy cái hình của nó bên ngoài nữa nè. Để mình coi, đây là Magic Cup dạng gì đây. À, đây là Black Forehead các bạn à. Wow, cũng rất là xịn xò đó. Mình sẽ tiếp tục câu thử nha. Lần này dùng Super Rod thử coi. Đây là con câu Pro Super Rod nha các bạn. Ở trong đây nó có một cái dạng con câu rất là đặc biệt luôn các bạn ơi. Đó chính là OA10712 Fishing Rod nha. Đây là cái con câu O-Rod tốt nhất nha các bạn ơi. The best O-Rod nè. Wow, nếu mà chúng ta được cái ông Officerman đánh giá ra cái con câu này á, thì ta nói tuyệt vời ông mặt trời luôn các bạn ơi. Mà sau khi mình cho khá là nhiều con câu ra rồi mà mình vẫn chưa thấy gì cả. Chúng cũng xui lắm. Xui vãi chữ luôn đó các bạn ơi. À đây rồi, lại thêm một dạng mới của Magic Cup nữa bạn ơi. Tiếp tục là Whitbon nè. Rồi nãy giờ mình được mấy dạng rồi ta? Mình cũng không có nhớ luôn. Và yes, bắt rất là dễ thôi bạn ơi. Tại chúng ta đặt những cái PC xuống và cùng kiểm tra coi. Wow, đây là dạng thứ tư của Magic Cup rồi. Cái dạng thường này thì mình sẽ không có tính đâu nha. Đây là dạng gì đây? Đây là Brawl Strike. À, đây là cái dạng màu nâu vàng các bạn ơi, vàng nâu. Cũng khá là hấp dẫn bộ. À, lại thêm một cái dạng Magic Cup nữa các bạn ơi. Xịn vãi, Whitbon nữa nè. Ngon lành canh đau luôn các bạn. Quá đã. Và đâu rồi, yes. Trời ơi, dạng thứ 5 nha. Để mình đi ngủ một cái coi. Rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra nó sau nha các bạn.
Ui xịn sò con bò luôn. Đó, cái dạng thứ năm này là nó màu tím tím hồng hồng. Ui đây là Purple Diamond, kim cương tím. Nghe rất là hấp dẫn luôn. À và cái con màu đen đen ở bên này á chính là Shellos đó bạn ơi. Nó cũng có cái Shellos Zoom nữa. Nó cũng như chang là Magic Cup Zoom vậy đó. Chúng ta có một dạng thường nè, dạng Gray. Dạng Gray thì có được Gray Purple nè. Ồ oh. Dạng Purple thì có được Purple Diamond nè. Brown thì có Brown Stripe. Black thì có Black Forehead. Blue thì có Saucy Blue. Oh, nó phân theo màu đúng không các bạn? Xịn sò nha. Mình sẽ cùng coi thử qua năm cái dạng này nha bạn ơi. Trời ơi, quá đã luôn, quá đã luôn. Đây nè bạn ơi, bao xịn sò luôn nha. Đầu tiên là Saucy Blue thì phải. Wow, dạng màu xanh nè bạn ơi. Nhìn tuyệt đẹp luôn nha. Tiếp theo là dạng tiếp theo là Ray Purple nè. Wow, nhìn xịn vãi chưởng à. Còn đây là Brown Stripe thì phải. Vàng nâu. À, trang con hổ luôn bạn ơi. Rồi, đây là Black gì đó. Con này là Black Forehead các bạn ơi. Hình như là đen ở chỗ cái đầu đó thôi. Con này là Diamond Purple nè. Kim cương tím. Ngon lành. Thế là ngày hôm nay mình đã có được 5 dạng của Magic Cup rồi đó. Cũng như là mình cũng đã có được thêm em Latios. Wow, ngon lành cành đào. Để mình coi thử Latios. Đây, hai con Latios, Latios. Mình đã đủ được bộ đôi này rồi nha bạn ơi. Xịn vãi chưởng à. Tập sau á chắc mình sẽ tiến hành đi câu thêm mấy em Magic Cup cho nó đủ bộ luôn nha. Mình vô nhà mình kiếm thử coi mình có mấy cái đá mega của Latios không nha các bạn. Ui, Latios bay đã vãi chưởng luôn á. Xịn thiệt sự. Ui và đây là đá mega của Latios và Latias nè. Vãi chưởng à, mình có mình không biết luôn. À tại vì mình cũng không có để ý. Lúc trước mình đeo cho con Latias đá Z của Sidekick thì phải. Đây Latias nè bạn và Latios nè. Mình sẽ cho tụi nó mega trong tập ngày hôm nay luôn nha. Wow, xịn sò. Đây là Latios trước nha. Mega trước nè. Wow, siêu đã luôn các bạn. Latios mega. Wow, mega màu tím các bạn ơi. Tím tím, xanh xanh. Tiếp theo là Latias mega lên coi. Nó khác em Latios này không nha. À, em này phải lên màu đỏ chứ. Ui, nó cũng y chang vậy luôn. Có khác gì đâu. Ủa, hai con y chang nhau luôn. Mình coi, ủa nó khác nhau không? À, một con thì bay cao hơn, một con bay thấp hơn hả? À, con này mega thì bự hơn các bạn ơi. Tại vì hai con này kích thước bằng nhau mà. Con Latias thì bay thấp hơn, con Latios thì bay cao hơn nè. Wow, xịn chưa? Đó, bộ đôi mega đúng bạn ơi. Quá đã, quá đã. Thôi bay nè. Các bạn ơi, mình định chào kết thúc tập thì có một em Scorbunny xuất hiện ở phía bên này nè. À, em này là Pokemon khởi đầu của Gen 8 luôn đó. Sẵn tiện thì mình sẽ bắt nó luôn nha bạn ơi. Nhìn rất là dễ thương luôn. Ui, đây là một em thỏ thì phải. Scorbunny, thỏ hệ lửa đó bạn ơi. Lụm nó thôi. À, quả đầu tiên mình sẽ dùng đó chính là Whipple thôi nè. Đó, ngon lành vậy. Ờ thế là tập ngày mình bắt được hai em Pokemon khởi đầu Gen 8 luôn đó. Ui. Hồi nãy là một em ớt, bây giờ là em thỏ đó bạn ơi. À, mình sẽ dùng quả Liverborn đi. Whipple không thành công rồi. Em này mới cấp 15 thôi, còn Latias của mình thì cấp 100 lận. Nên cứ Liverborn mà quăng nha các bạn ơi. Ui nó đánh lại mình luôn kìa. Gãi ngứa vậy chứ hả? Đánh có một má không đáng đánh nữa. Rồi cứng đầu phải không? Cho mày Liverborn nữa nè. Vừa cái tập cứng đầu nghe chưa? Yes, chúng ta đã bắt được em rồi nè các bạn ơi. Quá đã luôn. À hồi nãy mình có bắt được cái em Scorpion và mình đã tiến hóa nó lên Rizzo rồi nè. Đó. Đây, đây là cấp 2 rồi đó. Còn em Scorbunny vẫn là tiến hóa cấp 1 thôi bạn ơi. Quá xịn sò luôn. Các bạn nhìn em Scorbunny nè. Ui dễ thương vãi chưởng à. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. À, chắc trong thời gian giữa hai tập á mình sẽ tiến hành dọn đồ đi vào cái nhà mới của mình nè, cũng như là mình xây cái sàn đấu trước đây để mà khi nào mà Super vô lại á mình sẽ thách đấu với Super nha. Nếu thấy video này hay đừng quên lại một like, đăng ký kênh và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Từ bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.